Đây có hai chân bò của Đây, mình. xin chào mọi người đã quay trở lại với anh em mình nhé. Chào mọi người nhá. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ làm món hai cái chân bò gác bếp này, nấu canh chua. Đây cho vào đửa. Úi dồi, cái này mưa để trồng ngô. Mưa này làm chân bò cho người uống bia mà nữa. Hợp lý đấy. Được khỏi phải đi trồng ngô luôn. Rồi. Anh em mình phải tranh thủ thôi mọi người ạ. Thời gian này rất là bận. Đây, anh em mình đang bận gieo ngô. Sớm nào cũng mưa. Trời cứ mưa. Ui, sao nó còn nhiều lông thế nhỉ? Nó còn ướt đây. Nó còn tươi. Đây là cái chân bò gác bếp. Thế nhưng mà mới gác được có một ngày thôi, nó vẫn còn rất là tươi. Rồi anh em mình sẽ làm sạch hết lông rồi đi. Nhưng mà nhìn chân to chân nhỏ. Không biết. Một con nhưng mà một chân to một chân bé. Hay là chân trước chân sau thôi. Chả biết. Ôi dồi ôi. Cho nó cháy đi, tự nhiên đi. Còn giờ nó mới cháy hết lắm. Phải làm như này thì nó mới cháy vào chứ. Chứ tiệp. Cảm hết đông đi. Cảm như này, vừa cạo vừa cho vào nó mới cháy chứ. Mình vừa cạo vừa thui thì nó mới nhanh sạch lông được. Cháy hết đông chưa? Món này mà nấu canh chua thì tuyệt vời cho mọi người ạ. Tuy là cái chân bò này nó không có nhiều thịt lắm, chỉ toàn là gân với chỗ móng này là ngon thôi. Mà nấu canh chua thì chủ yếu là nước canh thôi, đúng không chú Điệp? Toàn da. Toàn da với xương. Toàn da với xương. Nhưng mà lại ngon lắm. Con này chân này thâu sạch lắm. Chắc là chân này chân bé hơn nhỉ. Mỗi chân này một con rồi, con khác rồi. Chân này thì sạch hơn. Cái chân kia nó nhiều lông quá. Chân một con nó đều. Mình thích nhất là cái phần móng này mọi người ơi. Ngon. Móng ngon hơn. Cái quạt. Nó nhiều ấy, nhiều cho nhiều than này. Cái than đấy chú Tiệp ạ. Cái than thì hôm nọ anh em mình nướng đấy. Nướng gà, nướng thịt. Ui dù ơi, cháy rồi. Bên này còn nhiều đông rồi. Ui dù ơi à. Ui dù ơi, chân này chắc nè. Dạ. Chúng phải thui thêm một tí nữa chứ. Cái bên dưới của nó. Cái móng nó chắc nhỉ? Nó chưa nóng hẳn đi. Cho nó cháy một tí. Ây da. Hôm nay chú Tiệp có quả đầu rất là hoành tráng mọi người ạ. Ai cắt cho đấy chú Tiệp? Tự cắt đây thì sao mình tự cắt đầu mình được.
Thì đắp một cớ vào là cho nó chạy thôi. Tại vì nó nóng quá đi đàm, nóng quá. Nóng rồi, thời điểm hôm nay mấy thời tiết này quá bức luôn. Kiểu này chắc nấm mọc nhiều đấy nhỉ? Đang có nấm mọc này. Ừ, khu mình nó lại không có cơ. Lâu lắm rồi còn nấm mối. À, hôm trước đi thăm nương thấy có mấy cái tre nó mọc măng rồi đấy chú Tiểu ạ. Ờ, chỗ nương ấy có người đi đấy trước rồi. Nó chưa chui ra khỏi mặt đất nhưng mà nó ở trong ấy, trong gốc của nó. Sáng nay đi xem chưa thấy mọc. Mình phải đào xuống sâu cơ mới thấy. Ngọt lắm. Ui dồi ôi. Đấy. Bong hết chưa? Dạ rồi. Cho nó hết lông đi, cho nó Thôi cho nó cháy một tí đi chú Tiểu ạ. Còn một chân nữa. Cái củi này hình như nó chưa khô lắm hay sao. Đấy, tiếp một chân nữa. À dạ. Ôi trời ơi, chú làm thế ấy hết thịt đấy, móng của nó rồi còn gì. Không sao. Chỉ có phần đấy là ngon nhất thôi. Ôi, mất một miếng rồi. Ây. Ôi. À, mấy trẻ con nó nghỉ học nó đi chứ. Hôm đấy hôm nay không rủ ấy đi cùng à? Thằng gì ấy nhỉ? Trần ấy. Trần. Đi trở về. Bố mẹ nó về chưa? Hết năm. Đâu kiểm tra xem nào, cắt được không? Cắt được. Có mấy cái con dao to thì mới chơi được thôi. Ui, mưa to thế nhở? Đây mưa mà. Sợ mưa đá ấy. Hết mưa đá rồi. Ở ngoài đang trời mưa to mọi người ạ. Con dao này nó mẹ cứ mất. Chặt ở dưới nó đi. Phải cắt dao để lông ăn xương rồi đấy. Đau lắm rồi không được chặt xương thì chờ nó dỉ mất. Đấy. Cái này nó lấy được cốt. Nào nó cảm giống phó thì này. Không phải được. Ôi, tuyển giấy rồi. Quả này được không nhỉ? Quả đấy hơi yếu đấy. Đến đập thôi. To đập dễ hơn. Đấy chưa? Phải đi lên tầng nóc nhà ấy. Cái xương ấy. Biết cho một hai khúc đấy anh em. Đấy. Thế thôi. Tôi làm khúc to đây. Đây khúc nữa. Chạy ra mất rồi. Ôi.
rượu. Đấy gì à. Ôi giời ơi. Cái ngon của nó nhảy lên đây luôn rồi. Mất một miếng rồi. Nào nó vỡ ở trong này. Ôi shit rồi. Chiến em nó. Chia miếng xong mới thái à? Đây. Chú không nướng cho nó tái tí để ăn. Cái này nó giật như kiểu cao su ấy. Ôi dạ, giật vào tay rồi. Gần mà, dính tay chưa? Miếng này mới ngon. Đây, thái miếng ngon lắm. Như này là cho nước vào để ninh thôi. Cho thêm tí đi nhỉ. Cho thêm đi, nó còn cạn nữa đấy. Phải cho muối mì luôn không nhỉ? Cho luôn đi. Mây đen, mây dông. Bên kia trời mưa to kìa. Anh em mình sẽ đi lấy lá me chua kia kìa, chú Tiệp kìa. Không biết có đủ không? Ở chỗ cái góc cây giềng ấy. Ủa nhanh lên trời mưa. Đấy, mày có kịp không? Đây cái lá này mọi người đây. Cái lá này chuyên để nấu chua. Lá rất là chua. Đến nơi rồi. Nhanh lên đến nơi rồi, đến nơi rồi. Nguyệt lấy cái kéo để cắt nhanh. Đây nó gần giống với cái lá của cái me. Khác gì cái lá thối kia nhỉ. Nhiều gai quá. Giống lá rau thối mà họ hàng của cái lá như này thì hầu như là ăn được hết nhỉ. Cái lá như này. Có loại không ăn được nữa đấy. Rừng đúng không? Đấy, rừng. Cây. Ôi lại bẻ ngọn mất rồi. Này. Hai mươi lá thôi, xong rồi mình buộc cái này vào. Có gai. Lấy nhiều đi, càng chua càng tốt, càng ngon. Chua quá, xào. Đây, lấy mấy quả ớt kia kìa. Giờ ớt to rồi đấy, nhưng mà chưa chín thôi. Ngon. Mưa trên kia, chạy mưa đi. Chạy đi. Đi thôi. Chạy đi. Chạy mưa. Mưa rồi. Mưa to thật mọi người ạ. Rồi rồi mọi người ơi. Kiểm tra hàng xem nào. Răng khỏe chắc không cần phải ninh lâu đâu. Mình thấy cũng được mà, nó chỉ được mỗi cái da. Kệ nó đi, bỏ ra. Cái này kệ đúng ạ, để nó rụng hết đá đó. Kệ đó. Wow, thơm quá mọi người. Đấm. Đây, cành xương bò. Đâu? Chân bò.
Vừa chưa? Vừa rồi, đủ mối mì rồi. Đủ mối mì thì chiến thôi. Đây. Ngon chưa? Hơi to đấy. Không thái được. Chặt nó không được. Chặt mẻ hết dao rồi. Nóng, nóng. Nóng, nóng, nóng. Đấy. Nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi. Xin mời. Đấy, mời đi. Ôi. Đây thì món mới. Món gì đấy? Ôi, nhẹ vừa cơ bản. Nóng chưa mà mình phải đến. Cất non con cây gẹp đấy. Thôi mời tất cả mọi người nha. À, mời mọi người nha. Thử đây còn món canh chân bò của chú Tiệp đây. Canh chân bò đó không biết đã ninh đủ nhừ chưa chú Tiệp? Này chắc chưa đâu, làm miếng thử đi. Chỉ húng nước canh để tối nấu đã. Đây còn đây là một ít món thịt thối thôi, không phải lá để hấp nhé mọi người nhé. Rồi đây tìm được miếng da, miếng da xịt lắm. Thôi mời tất cả mọi người nha. Đâu nhìn xem còn miếng nào ấy. Rồi dòm miếng này thôi, miếng này thì ngon rồi. Đây mời anh em nhá, mời mọi người nhá, chấm là nó dùng. Phải dài á. Tôi mời tất cả mọi người nhá. Đây, món chân bò nấu canh chua của anh em mình đây. Mời tất cả mọi người nha. Món thịt thối. Thịt thối cũng làm từ thịt bò mình ạ. Wow. Thời tiết này mà ăn món thịt chua này, thịt ở đâu? Canh rau chua này. Quá tuyệt vời luôn. Đâu thử một miếng cho nó, nhưng mà nó chưa nhừ ra, hơi dai đấy, chắc mình chỉ dám hút nước canh thôi. Giòn dai này, kém ớt vào đi cho nó là cay, nó cay. Ngon rồi. Cái ấy. Cái này quên lấy lá chát nhỉ. Ôi chỉ miếng nào bé bé thôi. Này, cắt còn dài lắm. Da của nó thì không dai, đập được ăn. Miếng này này kết từ nãy rồi. Chiến thôi. Chiến mỏng. Cái này chắc phải tầm 1 tiếng nữa. Nhưng mà chín rồi đúng không? Dai nhưng mà nó chín hết rồi. Giòn. Cái này chắc tại con bò nó già quá. Anh em mình đói vội quá nữa. Cái này còn ngon còn cay.
cay là ngon. Nói rất là ngon. Món thịt thối này hấp dẫn lắm. Đi, cho nó toát mồ hôi ra đi. Về cái khúc của chú này. Khúc này chắc căng lắm. Thử một món xem nào. Đem đổ răng mình có cắn được không? Mình cứ lấy ăn món này, miếng này. Này cũng dai phết đấy. Mình gần của nó giòn. Quyền cũng để cả vỏ kia để nó chín tháo ra để cả móng kìa. Dịch ngang a gấp ơi dạ một miếng nữa. Như kiểu nhai con su ấy. Nhai nó cũng dần 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 chứ. Rồi. Rồi mình đã chiến hết cái vỏ ngoài mỗi cái xương thôi. Đấy, to nhất. Đây, mời mọi người nhá. Thế mới đã giòn dai giòn phải dưỡng nhai mới ngon. Chua rồi nó chấm vào. Đây. Nó có màu mè. Chắc phải xin đầu hàng. Để nó tí linh lại. Nó cành rất là ngon. Phê thật anh em ạ. Đảm cái miếng này. Ai da. Cái khúc gì ạ? Kiểm tra xem nào. Này bộ da bộ cái chỗ chân bé của nó. Ngon mà, cái đấy ngon mà. Răng. Để thử bộ răng nữa nào. Quá. Thế mà hết một bát đây anh em mình nhỉ. Chỗ kia chắc phải ninh lại thôi chú Tiệp ạ. Đó, dài lắm. Cứng quá. Chưa nhừ. Ninh tầm một tiếng nữa. Ôi giời, hôm nay trời mưa. Anh em mình có một món canh chua rất là ngon người ạ. Thì tuy là chú Tiệp Ninh chưa có nhừ mấy, nhưng mà anh em mình cũng đã hết một bát.
Vậy anh em mình xin phép dừng video tại đây nha. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha.